Dạ Quyền xin chào tất cả cô chú anh chị bạn mình nha. Hôm nay Quyền sẽ giới thiệu đến với cô chú anh chị bạn mình ba tủ lạnh giá rẻ và đang bán chạy nhất tại Điện Bến Xanh. Và ngày hôm nay thì Quyền sẽ review cho cô chú bạn mình xem luôn nha. Cô chú anh chị bạn mình xem hết video này hãy like và đăng ký kênh ủng hộ Quyền nha. Đầu tiên là tủ lạnh đến từ thương hiệu Nhật Bản nha. Đây là tủ lạnh Toshiba 233 lít, tiết kiệm điện inverter 6.590 giảm còn 5.790. Mẫu này là sản xuất tại Thái Lan ha, mẫu 2023, bảo hành 2 năm, nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam luôn đó. Đang giảm giá của chúng bạn mình 5.790.000 thôi. Chúng ta sẽ có một cái tủ 233 lít, tiết kiệm điện inverter 1 ngày không tới ký điện nha. Bên ngăn đá thì chúng ta sẽ có một khay, hai khay bên cánh ha. Trong đây thì có một khay nè, khay làm đá bi nè và nút điều chỉnh nhiệt độ phía bên dưới nè. Về ngăn mát thì chúng ta sẽ có một cái ngăn mát cũng khá là đầy đủ khay luôn ha. 1 khay, 2, 3, 4, 5 khay. Năm khay bên cánh cửa và bên trong chúng ta sẽ có một khay này có nắp đậy, nhiệt độ nó sẽ lạnh hơn những khay còn lại nha. 2, 3, 4 và ngăn cả củ quả. Bên đây là bóng đèn và cái nút điều chỉnh nhiệt độ nha. Tủ này thì nói chung là rất là đẹp nha, mẫu 2023. Mặt ngoài thì chúng ta sơn tĩnh điện, có cái viền mạc rôm này cũng khá là đẹp nha, có chữ Origin Inverter đây, rất là đẹp luôn. Màu sẫm đen. 1 ngày không tới ký điện của chúng bạn mình nha. Gia đình mình tầm khoảng 3-4 người mình xài cái tủ này cũng được nha. 233 lít, tiết kiệm điện inverter 2-3 người hoặc 3-4 người xài cũng được ha. Đến từ thương hiệu Nhật Bản nên là cô chú anh chị mình cứ an tâm về chất lượng và cũng như là cái độ bền nha. Đây có cái tì tai mở đây và mở trên thì chúng ta ngửa lên thôi và nắm trên cạnh này cũng được ha. Sơn tĩnh điện rất là đẹp nha. Đây là thương hiệu Toshiba đến từ Nhật Bản nha các bạn mình nha. Bên đây thì Quyền sẽ giới thiệu đến với cô chú anh chị bạn mình cái tủ thứ hai đến từ hãng Samsung. Tủ này thì 9.390.000, giảm còn 5.990.000 nha. 236 lít, tiết kiệm điện inverter luôn. Ở ngoài cũng sơn tĩnh điện nha. Màu thì đây là bản màu nâu, có kim tuyến bên trong nha, nâu đen. Mẫu này cũng bảo hành là 2 năm. Bên Điện Máy Xanh thì hỗ trợ giao hàng toàn quốc với mạng mình nha. Và đây là ngăn đá, bên cánh cửa có 1, 2 khay. Và bên trong là 1 khay nè, khay làm đá bi. Nút điều chỉnh nhiệt độ ha, 2-3 người hoặc mà gia đình 3-4 người xài cũng được nha. Ở phía dưới chúng ta sẽ có một cái chỗ tỳ tai để mở ngăn mát ở đây. Về bên cánh cửa chúng ta sẽ 1, 2, 3, 4 khay với bạn mình nha, 4 khay. Ở bên trong cũng có một cái khay này có một cái nắp đậy nè, thì nhiệt độ nó sẽ lạnh hơn những ngăn còn lại để chúng ta ốp đồ sử dụng trong ngày ha, không cần ra đông. 1 khay, 2, 3 và ngăn ra củ quả đây. Chúng ta sẽ có cái nút điều chỉnh nhiệt độ ở đây. Đây là thương hiệu Samsung rồi. Không cần phải lăn tăn về chất lượng rồi của chú bạn mình nha. Rất là đẹp nè. 236 lít, tiết kiệm điện inverter 1 ngày không tới ký điện của chú bạn mình, nên là cứ an tâm mà sử dụng nha. 5.990.000, hỗ trợ giao hàng toàn quốc từ Bắc châu Nam luôn. Cô chú anh chị mình ưng mẫu này cứ liên hệ trực tiếp cho Quyền nha, qua số điện thoại trên màn hình nha, để Quyền có hỗ trợ tư vấn và cũng như là giao hàng toàn quốc cho bạn mình luôn đó. Và cái bên này cũng đồng giá luôn, 5.990.000. Giá gốc là 10.990 nha, giảm còn 5.990. 266 lít, tiết kiệm điện inverter 1 ngày không tới ký điện. Mẫu này của LG đó. 1 ngày không tới ký điện đây, đạt chuẩn 5 sao luôn nha. Đó. LG nha. Ngoài là cũng là sơn tĩnh điện luôn, có một viền mạp rôm ngay chỗ cái ngăn mát này, rất là đẹp. Bên cánh cửa thì chúng ta sẽ có 1 khay, 2 khay và cái chất liệu nhựa này cũng rất là chắc chắn nha. Bên trong có 1 khay và khay này là khay làm đá bi nha. Nút điều chỉnh nhiệt độ nằm ở phía bên đây. Nói chung là tủ này rất là rộng rãi nha, 4 người xài là dư sức luôn. Về phần ngăn mát thì chúng ta sẽ có một cái ngăn mát khá là rộng rãi nha, 1, 2, 3 khay và khay này khay để trứng nha. Chúng ta sẽ có một cái khay này để mà chúng ta làm để đồ á, mà kéo ra kéo vô nó rất là tiện nha các bạn mình nha. 1, 2, 3 và ngăn ra củ quả đây cũng khá là rộng nha. Chúng ta sẽ có nút điều chỉnh nhiệt độ ở phía bên trong để chúng ta có thể canh chỉnh điều chỉnh nhiệt độ của ngăn mát. Rất là đẹp nha, rất là rộng rãi nha, chỉ có 5.990.000 thôi là khá là ok.
10.90 giảm còn 5.990.000. Cái mức giá này thì nó sẽ có thể thay đổi lên xuống nha quý bạn mình nha. Đó, cô chú anh chị bạn mình muốn mua tủ này với giá này thì cứ liên hệ trực tiếp cho Quyền nha. Nếu mà còn trong thời gian còn trong thời gian giảm giá thì Quyền hỗ trợ giảm giá cho quý bạn mình với mức giá này nha. Sợ Quyền chỉ sợ là cô chú chị bạn mình xem cái video này nó sau một khoảng thời gian nó lên giá lại thôi, nó không còn được giảm nữa, nên là Quyền báo giá thì nó sẽ cao hơn á. Nên là cô chú chị bạn mình có báo giá cao hơn thì cũng thông cảm giúp Quyền nha. Đó, tại vì cái thời gian khuyến mãi nó giới hạn, ví dụ như nó khuyến mãi 1-2 ngày thôi và nó lên giá lại. Đó, khi mà cô chú anh chị mình xem lại mà không nghe cái thời gian nó khuyến mãi nó lên giá lại rồi thì Quyền sẽ báo giá cao hơn cái video này Quyền quay. Nên có trường hợp như vậy thì cô chú anh chị mình cũng thông cảm giúp Quyền nha. Đó. Còn nếu cô chú anh chị mình muốn nhỏ hơn, rẻ hơn thì đây, Quyền có tủ này. 8.990.000 giảm còn 4.990.000, 217 lít nha. Tủ này để phòng trọ thì cũng hết sảy con 37 luôn nha. Hả? 4.990 thôi. Đó, ngăn đá. À, hai khay. Đó, bên đây. Đó, chắc chắn thủy tinh luôn nha. Lúc điều chỉnh nhiệt độ dưới đây. Cô chú chịu để ở nhà trọ hay là nhà mình ít người thì sàn cũng vô tư. Một khay, hai khay. Hai khay lớn, có khay để trứng đàng hoàng nha. Một nè, hai nè, ba nè, ngăn rau củ quả. Tủ này thì nhỏ nên là mình để mình xài trong gia đình tầm khoảng 1-2 thành viên và là 3 thành viên, và là cô chú anh chị mình ở chợ đó, anh chị mình đi làm ở xa mà ở chợ thì mình xài cái tủ này ha. Còn nếu mà kiếm một cái tủ nhỏ hơn nữa thì Quyền vẫn có nha, nhưng mà của Nhật nó nằm bên đây. Cái tủ này thì chúng ta sẽ có mức giá là 4.90 luôn, bằng với cái tủ hồi nãy, nhưng mà của Nhật ha. Toshiba cũng có tiết kiệm điện hết nha. Những cái tủ Quyền hỗ trợ quay cho quý chú bạn mình xem tham khảo là đều có tiết kiệm điện hết. Đó. Một ngày không tới chi điện đâu. Bảo hành thì 2 năm. Đó. Giao hàng thì hỗ trợ giao hàng toàn quốc miễn phí luôn như vậy mình nha. Từ Bắc Châu Nam hỗ trợ giao hàng được hết luôn nha. Đây. Khay đồ đầy đủ ha. Các bạn học sinh sinh viên ở chợ rồi đó, anh chị nào đi làm xe ở chợ mà xài mấy tủ này thì không cần phải bàn rồi. 4.990.000 nha. Còn lớn hơn thì cũng 4.90 luôn, của Awa 189 lít nha. Cũng khá là rộng rãi nha. Ngăn đá này. Và đây là ngăn mát. Đó. Thì cô chú anh chị mình nhu cầu mình như thế nào cứ liên hệ trực tiếp cho Quyền với số điện thoại trong màn hình nha. Ở shop Quyền còn có nhiều tủ lắm, tủ 4 cánh nè. Đó, 4 cánh mặt kính nè, mà sơn tĩnh điện nè, mặt kính nè, hai cánh lớn nè. Đó. Sơn tĩnh điện của Samsung nè. Đó, tất cả là những dòng side by side, dòng cao cấp lấy nước ngoài có luôn nha. Đó, dòng lấy nước ngoài nè. Hai cánh lớn cũng có luôn nha. Đủ hết luôn cho bạn mình nè. Đó. Thì cô chú chị bạn mình có nhu cầu như thế nào cứ liên hệ trực tiếp cho Quyền qua số điện thoại trên màn hình để Quyền tư vấn chi tiết hơn của chú bạn mình nha. Và đây Quyền vừa review cho các bạn mình xem tham khảo một số dòng tủ lạnh giá rẻ đang có trình giảm giá tại Điện Máy Xanh. Đó, cô chú anh chị mình mua thì hãy ủng hộ Quyền với nha. Mua đâu cũng vậy, mua dùng Quyền. Quyền cảm ơn cô chú anh chị bạn mình rất là nhiều nha. Rồi, và lời cuối Quyền xin gửi cảm ơn đến tất cả cô chú anh chị bạn mình. Đó, chúc cô chú anh chị bạn mình có một năm 2024 thật thành công và kiếm thật nhiều tiền và thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú bạn mình trong các video tiếp theo. Bye bye.